Xin chào anh em nha. Thì tiếp tục cái loạt bài là chi phí hệ thống tưới cho các cái loại cây khác nhau. Thì hôm nay Hiển sẽ chia sẻ cái hệ thống tưới dành cho cây mít. Thì dạo gần đây là cây mít đó là giá nó cũng lên khá là cao với cây mít siêu sớm, mít Thái siêu sớm. Thì bà con cũng đổ xô trồng rất là nhiều. Thì hôm nay mình xin làm cái video về cái hệ thống cho tưới cho cây mít. Thì cây mít nó nó không có lâu lắm, có nghĩa là một thời gian, trồng một thời gian thì khoảng 2 3 năm gì đó, 3 4 năm gì đó, thì mình thu sớm thì mình sẽ bỏ cây sớm, cho nên mình sử dụng cái bét nó phù hợp với nó thôi, chứ không có sử dụng cái bét cao tiền ha. Thì ở đây mình sẽ xóa bớt mấy cái này, mình làm lại một cái chi phí hệ thống tưới cho cây mít. Thì đầu tiên là chúng ta đi từ đầu vào ha, là nguồn nước ha. Mình chọn một cái phương pháp, ví dụ như là các bạn trồng diện tích lớn là có hồ ha. Bây giờ mình tính là tính cho 1 hecta, mình sẽ cắt cái này ra đây, nó vô đây rồi. Từ đây là mình sẽ dẫn đi tưới này. Cái ống này đây, ống chính ha, ví dụ vậy. Rồi chúng ta có các cái ống nhánh, có cái ống nhánh nha các bạn. Thì thông thường chúng ta 1 hecta mít á, là nó trồng cái khoảng cách là nếu mà trồng mà thu sớm ăn sớm á, thì tiêu cái cây luôn á, thì để luôn á, thì nó khoảng tầm trồng khoảng 3 m, 3 m rưỡi, 3 m nhân 3 m, hoặc 3 m rưỡi nhân 3 m rưỡi, hoặc là 4 m nhân 4 m. Thì bây giờ mình tính chi phí cho khoảng cách trồng là 4 m nhân 4 m đi nha. Thì chi phí nó cũng tương tự giống như là cây na 4 m nhân 4 m, tại vì 4 m nhân 4 m đó là chúng ta có cái số lượng cây á, là khoảng tầm 625 cây. Đây, chiều này dài 100 m ha. Thì cái chiều ở dưới này cũng là 100 m, 1 hecta ha. Thì 100 m mà chia cho 4 đi thì nó được 25 gốc ở đây ha. Ở đây có 25 gốc. Cái này cũng 25 gốc. Đấy. Thì như vậy là cái phần này là nó sẽ không thể đi ở giữa như thế này được, mà là nó sẽ đi một bên. Nó sẽ đi ở bên này nè các bạn. Đây em vậy, bên này nè. Thì ở giữa này nó sẽ không không có. Chúng ta sẽ ngắt ra ha. Thì ống này là ống chính ha. Nó sẽ đi vô đây. Đấy. Thì các cái cây nó sẽ nằm rải rác ở trong này ha, nó sẽ nằm cách đều nhau là
cắt đều nhau như vậy nha các bạn. Đấy, nó sẽ cách đều nhau là khoảng cách là 4 mét. Thì bên này có 13 cây, bên này có 14 à 10 12 cây ví dụ vậy. Thì chia ra mỗi bên là 6 cây nha. 6 lần 2 12. Ví dụ vậy. Bên 7 bên bên 6 là 13 cây. Thì mình chỉ biết như vậy thôi là được rồi, không cần phải vẽ chính xác số lượng, mà mình chỉ cần biết là ở đây là có nguyên cái hàng này này, là nó có nguyên cái hàng này là có 10, ví dụ đây là 13 cây ha. Đấy, rồi ở dưới này là ví dụ như là từ đây tới đây là 13 cây rồi, thì ở dưới này là 12 cây ha. Đó. Rồi. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ tính toán cái giá thành cho một một hecta mít. Bây giờ thì cái giá thành nó phụ thuộc vào cái thiết bị đầu cuối, cũng giống như các cái bài kia. Thì mình dùm nhỏ lại, mình sẽ đi giữa hai hàng mít ha, là một đường ống đó, giữa hai hàng ở đây thêm hàng nữa nè. Giữa hai hàng mít là một hàng ống. Thì giữa hai hàng mít này là một đường ống, thì mình sẽ tính toán là tính từ trong này ra ha, mình sẽ tính từ trong này ra, thiết bị từ trong này nè. Đầu tiên là máy bơm, đây là máy bơm nổi lưu lượng kế đây. Thì các bạn mua cái máy bơm, các bạn có thể tự mua nha, cái này mình chỉ hạch toán chi phí thôi nha. Ở trong này nó không có cái máy bơm nổi, mình chưa có cho vào trong cái này, thì mình cứ chọn đại đi, một cái máy bơm nào đó cái gì vậy. Đó. Rồi, sau khi có máy bơm thì chúng ta sẽ tiếp tục làm. Ở đây các cái ống nhựa này về lúc bê đồ lung tung thì các bạn tự mua. Và cái giá tiền tổng hết cho cái bộ này nó khoảng nằm tầm 1,5 triệu đến 2 triệu. Tùy theo nha, chứ không phải là cái nào cũng giống cái nào nha. Có khi là có mấy trăm nghìn thôi. Rồi chúng ta tới cái lưu lượng kế. Lưu lượng kế thì đứng ứng với cái máy bơm này ấy là lưu lượng nó tầm là 30 khối. Chúng ta chọn cái lưu lượng là 30 khối nha các bạn. Mình chọn cái 30 khối nha. À, không có 30 khối thì mình chọn cái 40 khối. Đây. Tới cái lưu lượng, sau đó là tới hai cái lọc với cái đồng hồ ha. Nên mình chọn ứng với lại 1 hecta thì mình nên chọn là 3 cái lọc đĩa đại. Ba cái. Có thể các bạn là thắc mắc là tại sao mình cứ chọn cái lọc đại này
thì đây là ứng với 1 hecta, cho nên mình sử dụng cái lọc này là tối ưu đối với 1 hecta mà tưới hồ nha. Còn tại sao nó tối ưu thì các bạn có thể là gọi điện cho mình để mình giải thích, hoặc là các bạn có thể là xem trong cái bài của mình á, cái chỗ mà cách tìm sản phẩm á thì có nói rất là rõ. Đây, trong cái này là mình bấm vào đây nè là nó sẽ ra này. Đấy, đọc hết cái bài này nha các bạn, đọc hết đi. Cái bài này đang viết giữa chừng chưa có xong thì các bạn cứ đọc đi, rồi các bạn sẽ thấy rằng là tại sao nó như thế. Qua cái lọc rồi qua đồng hồ ha, đồng hồ thì mình chọn 2 cái ha, một cái trước và một cái sau lọc. Ví dụ mình gắn ở đây này, vị trí này này, một cái này, một cái là ở vị trí này này, 2 cái đồng hồ ha, để nó đo lưu lượng này, rồi đo cột áp này, trước và sau khi lọc. Ví dụ như các bạn gắn lọc vào mà chúng ta bật máy bơm lên á, mà đồng hồ ở đây nó chỉ là 4 ký mà ở đây có 2 ký, là các bạn có hiểu là các bạn hiểu là ở đây cái lọc mà cho dù là sạch luôn thì nó cũng sẽ không không đủ đáp ứng cho cái hệ thống tưới của mình nha. Đó là mình tiếp tục là mình tiếp tục là đi tới cái đường ống chính. Đường ống chính ở đây là khoảng 300 mét mình bỏ vào thôi, chứ còn mình không có kinh doanh cái này. Ống 60 ha. Mình sẽ để đây là 300 m. Em gọi cho ông Bảo thử em. Sao thấy lâu quá vậy? 300 m ha các bạn. Rồi tiếp tục là qua cái ống nhánh thì cũng tương tự như hôm bữa, là chúng ta đi giữa 2 hàng ống thì một ống như vậy là, một cây như vậy là tốn 2 m, thì ở đây có 625 cây. 625 cây mà nhân cho 2 m thì nó là 1.250 m. Mình sẽ đặt cái ống nhánh này là ống 16 nha. Tại sao mà các bạn cứ thắc mắc là mình đặt cái ống là ống 16 mm chứ không có phải là 20 mm và 25 mm? Cũng đặt mua cái này luôn. Tại vì cái ống 16 là nó là tối ưu trên thế giới luôn đó các bạn. Nhiều người thì cho rằng là mình nói tào lao. Nhưng mà mình sau khi tính toán cái kinh tế của tất cả các vườn và xem độ đồng đều á, thì ống 16 là đúng là tối ưu. Cái nối này là dựa vào cái số lượng của ống này nè. Một cuộn 300 m là tốn 4 cái. Ở đây mình đặt 10 cái luôn. Tiếp tục là khởi thủy ha. Khởi thủy 16. Khởi thủy thì phải có cái ron cao su ha. Cao su. Số lượng khởi thủy là nó phụ thuộc vào cái đường này nè. Ở đây là có chiều này nó 25 gốc. Thì số lượng nó là 100 cái. Ở đây là 25, bên này 25. Bên này 25, bên này 25 là 4. 4 lần 25. 4 lần 25 là nó là 100 cái nha các bạn. Rồi, xong cái phần khởi thủy này rồi thì chúng ta sẽ ở cuối này nè, là mình phải bịt nó lại bằng cái khóa chặn cuối ha.
16. Thì cái số lượng này là nó cũng bằng với cả thủy luôn, là 100 cái. Rồi tiếp tục là từ cái ống này, ống 16 này này mà đi tới cái cây này là cần phải có là mỗi gốc như vậy, là cây mít là mình ví dụ như mình tính cho một bác đi, một gốc một bác đi, là nó sẽ tốn khoảng tầm 2,5 m. Mai mốt các bạn nâng cấp sau thì các bạn thêm bác vào, gắn tê vào là xong ha. À, ống BE 7 ly. Mình sẽ lấy cái này là 2,5 m mà nhân cho 625 gốc là 1.560 m. Tương tự như vậy thì chúng ta lại tiếp tục là cái ống, là tới cái ống rồi thì để kết nối giữa cái ống vào trong cái đường ống, kết nối cái ống này, để đổi cái màu, từ cái ống này mà nối vào cái bec, cái góc này của cái bec thì nó phải có một cái đầu nối, là chúng ta nối cái đầu nối nối 7 ly ha. Thì nó có 625 gốc thì mình sẽ mua 625 cái. Tương tự như vậy thì chúng ta lại mua thêm cái đầu cuối, thì nó cần phải có cái bec. Bec thì nó phải có cái đuôi. Bây giờ ví dụ như mình sẽ chọn cái bec là bec chống côn trùng 2. Mình lấy cái đuôi trước nha các bạn. Cái đuôi là cái này. Rồi xong rồi mới gắn vào cái bec. Nó có gắn sẵn đuôi luôn nha các bạn. Gắn sẵn đuôi thì mình sẽ bỏ vào luôn, là mình sẽ không cần lấy cái đuôi này nữa. Đây, có sẵn rồi. Rồi. Rồi nếu mà các bạn có điều kiện thì chúng ta mua thêm cây cắm. Cái này nó rất là tiện nha các bạn. Tại vì nếu mà các bạn không mua cái cây cắm này thì nó sẽ ra bất tiện. Mình chặt tre hay là gì đó thì một thời gian nó mục. Mình thấy mọi người không mua rồi cuối cùng là họ cũng mua. 625 ha. 625 ha. Đấy. Rồi xong rồi cái cuối cùng nữa là cái tay giữ bec ha. Đây, nó như này nè. Mình không hiểu sao là bấm vào là nó lại không. Mình sẽ hỏi. Đây. Như vậy là mình đã xong cái phần tính toán cái chi phí dành cho hệ thống tưới của 1 hecta cây mít khoảng tầm 30 triệu cả máy bơm ha, cả ống PVC ha, khoảng tầm đấy. Ống PVC là nó tốn khoảng 5 triệu, với máy bơm 3 triệu là nó tốn khoảng 8 triệu, 9 triệu rồi này. 9 triệu trừ đi các bạn thấy là nó sẽ còn chi phí của bên Asop nó khoảng tầm 20 21 triệu nha, cho 1 hecta mít nha các bạn. Thì nếu mà chúng ta có quyết định đầu tư thì chúng ta chuẩn bị tinh thần là hệ thống tưới đã tốn nhiêu đó. Thì chúng ta biết rằng là cây mít mà mới năm năm đầu á, thì hầu như chúng ta tưới ngay cắt ngay, ngay cả kể cả mùa mưa, trừ những ngày mưa thôi thì mình cũng phải tưới rất là nhiều. Thì khi mình tưới như vậy là mình sẽ tính ra là một năm á, là 365 ngày thì mình tưới khoảng tầm 100 ngày. 100 ngày mà một công tưới như vậy là một ngày tưới được 1 hecta thôi.
thì 100 ngày như vậy là mình sẽ tốn là khoảng công tưới là 250.000. 250.000 mà nhân cho 100 công là chúng ta sẽ ra là 25 triệu. Như vậy là trong một năm là chúng ta có thể lấy lại được chi phí của hệ thống tưới mà mình còn sử dụng tới 3 4 lần ha. Đấy thì các bạn thấy được là cái hiệu quả của việc là làm hệ thống tưới hay không rồi đó. Càng ngày công càng mắc nha các bạn, càng mắc thì làm hệ thống tưới thì tính ra giá thành càng rẻ, thiết bị vật tư của mình cũng sẽ càng ngày càng rẻ. Rồi ok, mình đã làm xong cái loạt bài cái hệ thống tưới dành cho cây mít 1 hecta. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì chia sẻ giúp mình và đăng ký kênh để xem nhiều video hơn. Đặc biệt là các bạn liên hệ với mình là Zalo hoặc là Facebook hoặc là WeChat vân vân ha. Số điện thoại 0964 011 100 nha các bạn, để mình tư vấn thêm cho các bạn miễn phí, không có tốn tiền nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.